Hello cả nhà. Anh em nào có làm plumbing mà thấy cái nước của mình nó không đủ cái pressure nha. Cách này để mình làm cho cái pressure nó mạnh hơn. Cái nghĩa là cái áp suất của nước nó chạy mạnh hơn. Đây là cách mình làm. Cách mình làm cũng đơn giản thôi. Khi nước ở dưới nó lên á thì mình chạy cái ống này là half inch. Mình mua một cái T, cái ống T từ half inch lên 3/4. Thì chỗ này á là cái T nó đưa ra cái ống nước của mình phải không? Mình nối thêm một khúc nữa là 3/4 lên tới này mình khép lại. Thì mình làm cách này mình làm á, thì cái khi mình mở nước lên á, cái áp suất nó đẩy nó sẽ mạnh hơn bình thường. Cái nhà này cái nước này là để cho anh chị và các bạn làm ở nhà mà dùng, cái áp suất của mình yếu thôi nha, miễn nếu mà không yếu thì mình dùng bình thường, còn nếu nước mà nó yếu á, thì cái cách này là hiệu quả nhất. Để cho mình thử cho mọi người xem nha. Đấy. Bảo đảm 100% chạy mạnh và phà luôn. Khi hồi nãy nước áp suất nó yếu lắm, mình đẩy cái này, mình làm cái này là hiệu quả nhất. Anh chị các bạn có thể thử nhà mình nha. Ok, good luck. Good luck nha mọi người. Nếu áp suất nước nhà mình ở nhà mà nó hơi yếu á, thì có cách đó mình để mình làm cho áp suất nó mạnh lên. Ok, bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye.